trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Tất cả các dự án bên em đều đã có sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Chỉ từ với 600 triệu đồng trở lên, mọi người đã sở hữu cho mình một căn nhà 4 tầng khang trang xe mới của các chủ đầu tư bên em. Thì hôm nay em Ánh xin giới thiệu tới toàn thể mọi người một vị trí dự án mới ở đường Trịnh Văn Bô thuộc phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, dự án 11 căn của bên em. Xin mời mọi người ngắm qua một chút nhé. Với những diện tích từ 30m² trở lên và có cái giá chào bán chỉ từ 2 tỷ 350 triệu đồng và hướng nhà gồm hướng Tây Bắc, Đông Bắc và Đông Nam, thì hôm nay em xin quay tới gửi tới mọi người một cái căn nhà vị trí hoàn thiện xong hết rồi. Nhà 4 tầng 30m² đầy đủ full nội thất. Xin mọi người, em đang đứng phía trước của vị trí căn nhà đây thì là mọi người có thể nhìn thấy phía bên ngoài của ngôi nhà được ốp đá granite 60-60 hàng loại 1, rất là đẹp. Và phía cửa chính của ngôi nhà đây được thiết kế là hai lớp. Lớp ngoài là cửa sắt, cửa kéo và lớp bên trong là cửa gỗ kính. Đó, mọi người có thể thấy không ạ? Rất là chắc chắn và an toàn. Xin mời mọi người tiến vào phòng khách cùng em nhé. Vị trí phòng khách của cái ngôi nhà này đã được bên em đầu tư một bộ bàn ghế cũng như là một tủ kệ tivi chất liệu làm bằng gỗ sồi Nga rất là đẹp, màu sắc rất là nhã nhặn. Và mọi người có thể nhìn sơ qua về phòng khách một chút. Đây ạ, tất cả đã được trang trí trần xào cũng như là giấy dán tường, màu rất là đẹp, rất là sang trọng, phù hợp với lại vợ chồng trẻ cũng như là vợ chồng trung tuổi, phù hợp được với tất cả gia đình của Việt Nam. Xin mời mọi người tiến vào phía phòng bếp của em. Ngoài ra phía phòng khách của ngôi nhà là có lắp quạt trần nha mọi người. Đó, xin mọi người tiến vào phía phòng bếp của căn nhà. Phòng bếp của căn nhà được thiết kế là tông màu trắng, rất là nổi bật, rất là đẹp, được thiết và được bên em đầu tư là một cái bếp từ, bếp hai từ và hút mùi mọi người nhá. Đây ạ, đồng thời là có cái hệ thống sen vòi chậu rửa đều bằng inox 304 rất là chắc chắn. Mọi người có thể ngắm qua tủ bếp một chút ạ. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Phía tầng 1 của ngôi nhà là có một nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh đây được lắp đầy đủ bồn cầu cũng như vòi xịt và vòi rửa. Cái vị trí của cái căn nhà này, vị trí của cái căn nhà này là rất là gần trường Đại học Đông Á, trường Đại học FPT, rất là gần trường Mầm Non Phương Canh, trường Tiểu học Phương Canh nha mọi người. Rất là thuận tiện, chợ trường phường trạm xung quanh. Và nhà là thì là hiện tại lên tầng 2 đây. Em xin giới thiệu với mọi người tầng 2 của căn nhà này gồm một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Thì mời mọi người vào phòng ngủ phía này của em nhé. Đó, mọi người ngắm qua đi ạ. Gồm đầy đủ nội thất, giường, tủ, táp đầu giường cũng như là một kệ bàn phấn, rèm cửa và điều hòa. Mọi người chỉ việc dọn đồ, dọn quần áo về để ở thôi. Và giá thì rất là rẻ, giá chỉ 2 tỷ 350 triệu đồng là mời được. Mọi người đã có thể sở hữu cái căn nhà này rồi. Đây ạ, quần áo 3 ngăn, rất là chắc chắn. Tủ quần áo này kích thước là 1m6 và 1m85 nha mọi người. Đây ạ, cửa trong phòng là cửa gỗ lê Nam Phi nha. Đó, mọi người ngắm sơ qua một chút. Trần của mọi người ngắm sơ qua đèn ngủ. Xin mọi người lên phía tầng 3 cùng em nhé. Quên, phía ở đây nhà vệ sinh của tầng 2 của cái căn nhà này đây, mọi người có thể nhìn thấy để được lắp
đầy đủ trang bị, đầy đủ bồn cầu, lavabo, sen tắm. Đó. Đầy đủ công năng cho một hộ gia đình mình sử dụng nhá. Xin mời mọi người lên tầng 3 cùng em. Nhiều không